Thưa quý vị, viên nén năng lượng đang được nhiều quốc gia lựa chọn là một trong những nguồn năng lượng sạch. Và đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp trồng rừng và chế biến lâm sản mở rộng sản xuất từ tận dụng gỗ rừng trồng bị thải loại. Ngoài yếu tố thân thiện với môi trường, việc sản xuất viên nén năng lượng còn góp phần phát triển rừng bền vững, tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp và người dân. Tại nhà máy này, hàng chục ngàn mét khối gỗ rừng trồng khoảng 3 đến 4 năm tuổi bị gãy đổ trong bão số 12 xảy ra vào cuối năm 2017 đã trở thành nguyên liệu đưa vào dây chuyền sản xuất cho ra những viên nén năng lượng sinh học có giá trị kinh tế. Cái sản phẩm đó thì khi mà sản xuất ra đảm bảo yêu cầu là không để lại khối, để không lại bụi nhiều, thì nó rất thân thiện với môi trường. Mỗi ký viên nén cho ra nguồn năng lượng từ 4.200 kcal đến 4.600 kcal. Đường kính viên nén chỉ khoảng 1 cm, rất tiện lợi trong việc sử dụng, được nhiều nước phát triển lựa chọn. Hiện nay, một số doanh nghiệp chế biến lâm sản ở Việt Nam bắt đầu quan tâm đến dòng sản phẩm này. Trong năm rồi thì chúng ta xuất khẩu trên 1,5 triệu tấn viên nén. Đây là một cái cơ hội rất là lớn bởi vì thị trường ở trên thế giới không ngừng gia tăng. Sản phẩm viên nén năng lượng như được kết hợp hài hòa giữa trồng rừng và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, hướng sản xuất này được xem là phát triển bền vững.